đợi ngày nắng yên bình có sợi tơ dệt nỗi nhớ ai đã ngày hao vẫn mong chờ ngày mai sẽ đến để được nói ra những ân cần nhớ nỗi nhớ ai ta ra ngập tình yêu phút chốc ngọt rồi đáng chờ ta cùng với ta đến trọn đời tình điều viễn vông khắp đất trời mang theo đi trong giấc mơ con tim kia xa xưa dẫu biết người vẫn ở lời hứa năm xưa như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi tìm nhau giữa nơi anh tan nỗi vô mong người có biết xót xa ta mang theo đi trong giấc mơ con tim kia xa xơ dẫu biết người vẫn ở lời hứa năm xưa như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi tìm nhau giữa OK, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh bài Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa của ca sĩ Miên Hà. Một sáng tác rất là hay. Mình nghe và làm ngay một bài guitar trong vòng 24 giờ vì mình rất thích bài này. Vừa rồi là mình thử đánh mẫu cho các bạn, mặc dù mình hát là bài này dòng hơi cao, mình hát không được hay lắm. Nếu mà các bạn có lỡ tụt mất cảm xúc của các bạn thì hey, các bạn cũng nên bỏ qua cho mình. OK, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh bài này. Bài này tổng cộng bao gồm tất cả là 4, 5, 6, 7, 8, 9, tổng cộng là 9 hợp âm tất cả. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bấm tọa độ hợp âm trước, sau đó sẽ là cách đánh tay phải. Bài này hợp âm cũng khá là đơn giản, chỉ có tay phải các bạn sẽ cắt rải rất là nhiều cắt rải và cũng biến tấu sao cho nó hay. Mình thì đánh không có gì gọi là mỗi lần mình đánh sẽ là một bài khác nhau nên không có gì là cố định cả. Mình nghĩ các bạn cũng nên tập như vậy, bởi vì trong lời thể lớn nhất của acoustic đàn guitar mộc này là luôn luôn có thể biến đổi theo người hát, nên là các bạn cũng nên mở nhạc ra và cảm nhận và dần dần sẽ hình thành một phong cách đánh của mình thôi. OK, mình sẽ vào bài luôn. Đoạn cuối mình sẽ hướng dẫn intro mà mình tự chế của bài này. Đầu tiên là hợp âm lá thứ, hợp âm rất là quen thuộc, ba ngón. Mình sẽ đọc tọa độ hợp âm luôn, đó là 0 0 2 2 1 0. Hợp âm lá thứ ký hiệu là AM. Còn tiếp theo là hợp âm mi thứ, mà cho hai ngón vào đây, vào ngân 2. 0 2 2 0 0 0. Đây là hợp âm mi thứ, ký hiệu là AM. Còn thứ ba là hợp âm pha trưởng, ký hiệu là F. Mình đọc tọa độ nhé. 1 3 3 2 1 1. Hợp âm pha trưởng. Hợp âm thứ hai là hợp âm đô trưởng. Mình đọc tọa độ luôn, đó là 0 3 2 0 1 0. Hợp âm đô trưởng. Hợp âm thứ hai là hợp âm son trưởng. Mình đọc tọa độ luôn, đó là 3 2 0 0 3 3.
Ừ, thì sẽ là hợp âm mi 7. Mình đào tạo được luôn, đó là 0, 2, 0, 1, 0, 0. Hợp âm mi 7. À, một âm mình nghĩ là rất là mới điều các bạn, đó là hợp âm BM7, B5. À, trong bài này thì chỉ có hợp âm này là khó bấm nhất, mà có thể mình nghĩ là có lẽ là nhất với các bạn, và cũng nhờ hợp âm này mà bài này nó nghe hay, theo mình nghĩ là như vậy. Ở bên nào rồi luôn, đó là 0 2 0 2 1 0. Mình đọc lại thêm một lần nữa nhé, hợp âm này là hợp âm BM7 B5, tọa độ là 0 2 0 2 1 0. Hợp âm tiếp theo là hợp âm A7, mình đọc tọa độ luôn, đó là 0 0 2 0 2 0. Các bạn có thể bấm lát trưởng, sau đó bỏ bớt ngón giữa đi, sẽ thành lát 7. Và âm cuối cùng là âm mi thứ, à, đế thứ, thì yếu là DM. Tọa độ là 0 0 0 2 3 1. Bài này cũng có thể hợp âm này các bạn có thể biến đổi. Mình nghĩ là các bạn nên sử dụng hợp âm DM7 thì nó sẽ hay hơn. Mình đọc toàn lời của DM7 luôn nhé. Đó là 0 0 0 2 1 1. Mình nghĩ các bạn nên sử dụng hợp âm DM7 trong bài này, bởi vì nó nghe rất là hay. Ok, đó là tất cả hợp âm trong bài này. Mình sẽ để tải hợp âm ở dưới phần video, các bạn có thể nhìn tải và lần theo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh tay phải. Ở đoạn đầu các bạn có thể đánh như thế này. Hợp âm la thứ nhé, 3 4 3 2. Các bạn chỉ cần ra như vậy thôi. Những góc hạ các bạn cũng đánh y như vậy, 3 4 3 2, 3 4 3 2, 3 4 3 2. Nếu các bạn đánh cái thơ vào ba các bạn sẽ hát như này. Có sáng ai về đi giữa mây trời, có lời ca vọng đến lòng tôi mênh mang. Đấy, đó là mình đánh chậm. Nếu mà đánh lên sẽ như này. Có sáng ai về đi giữa mây trời, có lời ca vọng đến lòng tôi mênh mang, và có cánh hoa đợi ngày nở trong lành, vẽ một giấc mơ ta mong đợi. Được chưa? Đoạn một các bạn có thể đánh như vậy. Mình chỉ hướng dẫn cho các bạn các đánh cơ, những các đánh cơ bản nhất và nó lặp đi lặp lại nhiều nhất. Các bạn nếu các bạn muốn biến tấu thì các bạn có thể tự mình biến tấu. Đoạn tiếp theo, đoạn thứ hai, các bạn cũng đánh y như vậy, 3 4 3 2. Các bạn ra đều ra và hát theo, mình sẽ đánh đổi cho các bạn. Có tiếng yêu đợi ngày nắng yên bình, có sợi tơ dệt nỗi nhớ ai đã gây hao, vẫn mong chờ ngày mai sẽ đến để được nói ra những ân cần. Ở đoạn cuối, những ân cần này các bạn có thể chuyển qua hợp âm la 7 bằng một cái đàn số như thế này, để đoạn chuyển qua điệp để chuyển qua điệp khúc. Mình lại cái khúc cuối D B7 B5 nhé. Để được nói ra những sau đó gạ xuống, chuyển từ A1 chuyển sang A7 rồi gạ xuống lần lại. Để được nói ra những ân cần,
Sau đó các bạn vào điệp khúc. Điệp khúc thì các bạn có thể đánh là nhớ, nỗi nhớ ơi ta dâng mình, yêu phút chốc ngọt rồi đắng chua. Các bạn có thể đánh tay phải đó là bản 2-1 đồng thời, bấm đi 17 nhé, bản 3-2-1 đồng thời, sau đó dây 3, rồi dây 2-1 đồng thời, được chưa? Chậm nó như thế này. Thay vì sụp sang G mình sẽ bấm đi 17 với bạn là bạn của G. C F. Cảm ơn. Tình yêu. Được chưa? Mình sẽ nhanh lên. Ngắn đoạn đàn dàn này các bạn như vậy. Tiếp tục. Ok. Nếu các bạn muốn đoạn khúc này hay hơn, ở đoạn tiếp theo các bạn sẽ đặt tay phải khác nữa. Đây là nhiều cái bản văn này. Các bạn có thể đánh như thế này, đó là bát 3-2-1-2-3 và tiếp theo ấy, bát 3-2-1-2-3 hợp âm am nhé, bát 3-2-1-2-3 qua G, các bạn cũng đánh như vậy, tương tự với F và C. Ok, đó là bát 3-2-1-2-3 3-2-1-2-3 rồi. Mình sẽ đánh vào hàng thêm như thế này. Mang theo đi trong giấc mơ, con tim kia xa xơ, dẫu biết người vẫn nơ. Lời hứa năm xưa như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi, tìm nhau giữa nơi thanh tân nỗi vô vọng. Người có biết xót xa ta nhìn qua đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo, đoạn cuối cùng, đó là các bạn đánh như thế này. Cũng đổi tay phải, cắt đàn tay phải luôn. Bởi vì cứ nghe ý như vậy nó sẽ rất là nhạc. Cắt đàn tay phải sẽ là như thế này. Bát 3-2-1 đồng thời. Sau đó 3-2-1. Rồi bát 3. Là hết một hợp âm. Đấy là đàn chậm, công thức đàn chậm. Đó là bát 3-2-1 đồng thời. Dây 3, dây 2-1. Dây bát và dây ba, được chưa? Mình đánh thử nhá. Am được chưa? Đánh công thức dòng như thế, mình sẽ đánh lên ngân lên như thế này. Ok, đó là mình hướng dẫn cho các bạn cách đánh rải tay phải và cách bấm hợp ấm bài Chưa Nghe Lời Hứa Nở Hoa của ca sĩ Nguyễn Hà. Các bạn muốn đánh intro thì mình có thể đánh chấm và các bạn có thể theo dõi như thế này.
và bật hợp âm A mơ nhé, bỏ bật ngọt áp cải ra và sẽ đánh, các bạn đánh hai dây bát và dây hai đồng thời, đánh xong các bạn sẽ harmonic bấm ngón tay bát này đi vào, rồi đánh dây hai lại đồng thêm cái nữa. Dây 2, dây 3, rồi qua em ơ, đánh dây bát và dây 3 đồng thời, được chưa? Rồi qua F, bát 2, 3 đồng thời. Rồi đánh dây 4, dây 3. Qua C, qua C đánh cùng dây bát và hai bát đồng thời. Được chưa? Tiếp theo là cùng V lại AM, đánh y như vậy, nhưng mà không qua M nữa, mà là qua G. Qua G các bạn sẽ đánh ra dây bát và dây hai. Rồi đánh dây ba. Rồi qua F, đánh F y như vậy, 3, 2, 3 đồng thời, rồi 4, 3, rồi có E7, cũng 3, 2, 3 đồng thời, rồi dây viêm, rồi dây 4, rồi gà xuống, là xong intro, được chưa? Ok, đó là mình hướng dẫn cho các bạn cách đánh intro, mình sẽ đánh mẫu qua các bạn một lần nữa. Đã nhanh lên sẽ như thế này. Có sáng ai thấy dạ. Ok, đó là hướng dẫn của mình, bài hướng dẫn của mình, bài chưa nghe lời gửi nước hoa của ca sĩ Nguyên Hòa, Nguyên Hà. Các bạn có thể ủng hộ cho ca sĩ Nguyên Hà qua link video mình để ở dưới, cũng như ủng hộ cho mình bằng một like subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé.